Đã có cho văn bản của tôi là sao? Cho năm nay học lớp 6, con sẽ chia sẻ mô đun thứ 14 trong 18 mô đun duy nhất chúng là năng lực con người chiếm tới 94%, kỹ năng chiếm 26%, thái độ chiếm 70%. Do vậy nên rèn luyện thái độ nghĩa là tính cách và vị của mình đó. Chào tôi, chúc mừng các bạn hẹn gặp lại video sau.